Được combo, vâng. 1, 2, 3, 4. Vâng, anh thấy bên em có thân thiện không anh? Vâng, tư vấn chú đáo không anh? Tư vấn và chú đáo, thứ hai nữa là cũng gọi là rất thiện chí. Vâng. Em mua bán là rất hài lòng. Vâng, đấy quan trọng nhất là anh chị hài lòng bên em tư vấn nó cẩn thận để anh chị về dùng nó yên tâm. À, đến đây rất là yên tâm, không phải lo lắng vấn đề gì cả. Và đội ngũ nhân viên cũng rất là thân thiện để chia sẻ những cái cách dựa chơi âm thanh cũng như cách mua sản phẩm. Đó, cũng rất là cảm ơn anh chị ở Thường Tín Hà Nội ạ, lên tận nơi mua bộ combo cực VIP. Đó, từ bên em giấy bảo hành hết anh nhé. Giấy bảo hành, tem bảo hành ngày mua là đủ hết ạ. Bảo hành bằng số điện thoại ạ. Đầy đủ hết ạ. Đó, rất là cảm ơn anh chị đã tin tưởng. Chị rất là ngọt ngào đấy ạ. Rất là ngọt ngào, cấu hình cực VIP. Được, chuẩn bị về với Thường Tín. Chuẩn bị về với Thường Tín đấy ạ. Đi bên em chiều xuyên với băng này. Đúng rồi đấy. Chúng ta chờ đón một giọng ca của chị đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, nghe cũng như là hát thực tế tại showroom. Và phía ngoài bên em cũng đang test đấy ạ. Phía ngoài bên em cũng đang test mấy phòng test đấy ạ. Vâng, vâng ạ. Các bác vui lòng đeo tai nghe nhé. Đúng rồi ạ. Gần như ra cho chị hát kìa. Cái mic thấp xuống đi, bỏ một cái mic ra. Bỏ cây, bỏ cây.
tháng 1 thì có anh chị từ dưới Thường Tín đi lên trực tiếp 133 phố Trường Lâm, nghe combo là SH1500 Pro đẩy lên 50S và mic VK 321. Và bên em cũng đang test cho anh chị nghe trực tiếp karaoke. Đêm trăng cao tiếng hòa lời mẹ ru, trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan. Thay cho anh cái mic. Đó, bên em đang test đẩy đến 5m. Mẫu công nghệ mới. Đó, lên nhạc thôi. Anh quá trẻ em luôn cho em nhé. Vâng, ok anh. Đôi S 1500 vào đồ, nghe nhạc cực hay, cực chất, cực gấu, màu vân gỗ. Đó, hai anh chị đã chốt combo rồi ạ. Anh chị đi từ dưới Thường Tín lên để tranh thủ mua bộ dàn chơi Tết. Bác nào mà có nhu cầu về âm thanh gia đình thì hãy liên hệ ngay cho DK Audio nhé. Nỏng dây nguồn hay sao? Cách đấu như nào bảo em nhỉ? Thế đây em sẽ hướng dẫn ạ. Vâng. Đưa đôi tay không được. Đặt cái giỏ. Đúng rồi. Ok, bên em đang set up lại, đang để lên 5S vào bộ mic, set up lại chất âm cho anh chị về chỉ việc dùng thôi ạ. Cuối năm rồi các bác hãy tranh thủ mua sắm đi nhá, không lại đồ cũng sắp hết rồi đây này. Đó, vài ngày nữa sát Tết là không còn gì để bán đâu ạ.